Hi, Nguyên xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại Nguyên đang đi trên con đường Gia Phú. Nay là ngày 22 tháng 6, là ngày mùng 2 tháng 5, năm Canh Tý. Nay Nguyên sẽ đưa quý vị đi tham quan những đường phố và những khu gói bánh ú phục vụ cho mùng 5 tháng 5. Hiện tại trên con đường Gia Phú này có các lò gói bánh ú hóa trạng. Người Việt mình là bánh ú ngọt, còn người qua là người ta gói bánh ú mặn. Đó, bên tay phải nguyên đó, đó những cái cửa hàng người ta bán bánh ú đó quý vị thấy không? Trước mặt của Nguyên là cái ngã tư Mai Xuân Thưởng với Gia Phú, xa phía trước một cái tòa nhà cao là lúc trước ngày xưa là một cái hãng pin con ó này, ta đã di dời về những cái khu công nghiệp khác rồi, nên phần đất này là dự án của khu chung cư thương mại. Hiện tại người dân ở rất là đông. Bên tay phải nguyên á là những cái lò bánh ú đó sắp sửa tới rồi quý vị. Bên tay phải có nguyên nha, những lò bánh ú Bát Tràng, bánh ú của người qua ta kêu là bánh ú Bát Tràng đó. Đó, cái lò này là hoạt động hết công suất luôn đó, những cái lò người ta đã làm xong rồi đó, người ta đem bánh vô phía trước lò. Bánh ú Cù Lan là bánh ú Phụng Liên nè, đó rất là nổi tiếng. Cái khu vực đường Gia Phú này là đa số là người quán người ta sinh sống. Sống rất là đông. Phía trước công viên là cái ngã ba Mai Xuân Thưởng với đường Gia Phú. Ngày xưa đây là cái chợ kêu là chợ Cầu Bót. Hiện tại là bây giờ mình đang quẹo phải về đường Phạm Văn Thứ. Đó, ngày xưa ở vị trí này là cái chợ, bây giờ hiện tại người ta đã vừa vô hẻm trên đường Bình Tiên rồi. Một lát mình sẽ hội tới. Trước mắt mình là một cái đèn xanh đèn đỏ của giao nhau Phạm Văn Thứ và Phạm Văn Chí. Đó, hai bên đường là quý vị thấy những cái mâm bánh Bát Tràng người ta mang ra để phía trước người ta bán. Bên tay phải là Thế Giới Di Động hả, sắp sửa quý tới chợ Bình Tiên. Phía trước mặt quý vị bên tay phải là sắp tới chợ Bình Tiên rồi quý vị. Đây là đa số là khu người qua sống thôi. Đó, mình sẽ quẹo tay phải, đây là chợ Bình Tiên, quẹo dọc. Lúc trước là ngay chỗ ngã ba này, đường Gia Phú với Phạm Văn Thứ đó quý vị. Hiện tại là cái chợ nó giờ vô đây là hồi năm nào mình cũng không nhớ. Nhưng chỉ nhớ là mười mấy tuổi lên ở với bà nội đã có cái chợ này rồi. Đó, ngày thứ hai đầu tuần mà người ta mua bán rất là tấp nập nha. Đó, người dân đi chợ quá trời đông luôn, gì thấy không? Bán nào thịt, cá, quần áo, đồ hàng bông, đồ gia vị, hành ngò, tiêu ớt, gừng rồi đó. Những chị đứng lại mua đó, rất là đông luôn, gì thấy không? Trái vải, trái cây, quá trời. Nguyên xe quay cái chợ Bình Tiên cho quý vị xem. Đó, quẹo tay phải, quẹo tay trái chứ, quẹo tay trái là vào chợ. Đi thẳng là vô những khu dân cư nhà ở người ta thôi. Đó, quẹo tay trái phía trước quý vị mặt là cái chợ Bình Tiên. Đó, giờ thấy không, cái chợ Bình Tiên không? Đó, bên hông chợ này là chủ yếu là buôn bán đồ ăn sáng, đó, trái cây rất là đông. Đi chợ này là không có sợ đói, mình muốn ăn món gì cũng có đó. Đó, có cái cô cái gì này bán bánh ú Bát Tràng đó,
quý vị thấy đó, chèo những cái hàng ăn này đều có kèm bán bánh ú chung luôn đó quý vị. Đó, bánh ú chèo đó, bánh này rất là ngon. Những năm trước là Nguyên mua là 50-60 mà không biết năm nay giá bao nhiêu. Đó, những người bán bánh này là phục vụ hàng ngày. Với nay chợ đông là gì, là mùng 2 cúng cửa, người ta bán bánh rất là nhiều để người ta mua cúng đó. Những người bán bánh ngọt này à, lúc trước Nguyên sống với nội bên quận 6 là cũng hay mua những cái người bán này. Đó, chợ này rất là đông nha quý vị. Đó, nguyên cái dãy này là bán đồ ăn không, bên tay phải là bán đồ ăn, bên tay trái là bán quần áo nè, đồ nhựa, tạp hóa. Tới cái khúc này là người ta bán đậu đường, bún, tàu hũ đồ. À, giờ Nguyên sẽ quẹo tay phải nè, đi cái hướng này là bên tay phải này là quẹo phía sau đích của chợ quý vị. À, đây là cái ngoài sau của cái chợ Bình Tiên, mặt kia là mặt trước, cái này là mặt sau. À, người dân đi chợ này buổi sáng rất là đông, mai này là thứ hai đó, cuối tuần còn đông nữa. Đó, bên tay trái của Nguyên đó, là có cái gì bán thịt ngày xưa Nguyên cũng hay mua lắm đó, cái chị không không áo xanh đó. Đó, và cái chị mặc cái quần bông rồi đó, đó là chị Thủy, ngày xưa bán hàng bông đó, Nguyên hay mua cái chị đó đó. Giờ quẹo tay phải vào cái bên đây là chủ yếu là bán cá thịt rau cải, còn bên kia là bán thức ăn với quần áo đó. Đó, cá hấp đồ chứ cái vậy là cá, cá không có gì. Vẫn có sen kế bên là có một cái sạp bánh nữa, chủ yếu những người này kinh doanh là chủ yếu vào vùng 2, rất là đông nha quý vị. Đó, cá không, cá thịt đổ gia vị. Đó, những người này bán đồ hàng bông rồi nè. Đó, giống như người tay trái đi, cái chợ này rất là rộng, không chỉ cái diện tích của chợ không mà còn giống như người dân người ta tự phát xung quanh những cái khu khu chung cư này nè. Đó, người ta bán hồi xưa đây là chỉ là ruộng rau muống thôi, rồi rồi người ta lên nhà ở rồi. Cái khu này người đi chợ hay gọi là vùng vịnh đó quý vị. Đó, mấy anh trật tự bên đô thị nè đi giữ cho chợ nó thông thoáng, chứ không hồi không có mấy ông này là ta ta bày ta bán đầy đường, không có đường đi luôn á. Đó, cái này là tự phát thôi, cái những người này là bán tự, người ta thuê mặt bằng nhà dân á. Đó, vậy Nguyên sẽ đảo một vòng qua qua bên cái mặt sau của chợ một cái, rồi mình sẽ đi ra đường Bình Tiên nha quý vị. Đó, đây là người nhà người dân người ta thôi. Xung quanh nhà này mà vẫn có người kinh doanh mua bán hết. Cái chợ này bán đồ ăn rất là phong phú, như mình muốn nấu cái gia vị gì theo cái kiểu Âu Á đều được, có để cho cung ứng cho mình nấu được hết á, chứ không phải như những chợ khác nha quý vị. Đó, người ta đi đông lắm, những chợ ở trong quận 8 hay những chợ quê đâu đâu có đông như ở đây. Đây quận 6 này rất là tấp nập. À, người ta đi chợ mai thứ hai đó quý vị, tại vì đây đang rơi đâu cũng là ngày cúng. Đó, quý vị thấy không, bán dừa bán quần áo, nói chung là cái gì cũng có hết, ngoài ăn uống quần áo đồ tạp hóa. Tay trái là một cái bách hóa xanh, bách hóa xanh này đi đâu hầu như cũng thấy có hết, có chợ là có bách hóa xanh. Ừ, như thế nào đó,
Đó. Bây giờ trước mặt Nguyên là một cái ngã ba, mình sẽ quẹo tay phải ra đường Bình Tiên nha quý vị. Đó. Mình sẽ quẹo tay phải đi ra đường Bình Tiên. Điện máy xanh đây nè quý vị, chị này bán sầu riêng. Con đường mỏm đường Bình Tiên này rất là rộng nha quý vị, đây là ngã tư Bãi Sậy, đây là cái công viên hồi xưa, đây là cái đường Phan Văn Khoẻ, người ta làm dự án cống thoát nước của thành phố đó, nên ta phải quy hoạch nguyên một cái dãy nhà của đường Phan Văn Khoẻ nha quý vị. Hồi xưa đây có cái cầu nữa. Đó, hiện tại Nguyên vẫn đi trên đường Bình Tiên. Đó, cái đoạn này là Minh Phụng rồi đó. Cái đoạn này là Minh Phụng mà không còn Bình Tiên nữa. Mình sẽ tới một cái ngã tư, đó là ngã tư Hậu Giang. Bây giờ Minh Phụng mình sẽ quẹo tay trái lên cầu Hậu Giang nha quý vị. Mình sẽ quẹo tay trái, sẽ lên cầu Hậu Giang. Cầu Hậu Giang này cũng mới được vừa xây lợ theo cái dự án của kênh rạch Lò Gốm, được xây mới hoàn toàn. Cái cầu xây lợ rất là đẹp. Ở bên hành lang cầu là có những cái búp sen, chính giữa con lươn của cái cầu là trồng cây rất là đẹp, Nguyên rất thích cái cầu này. Đó, và những cái cúp sen Tết người ta trang trí rất là đẹp. Phía trước mình là một cái xốp dài Gia Việt nha quý vị. Cái bên là một cái thế di động và điện máy xanh này. Điện máy xanh này là cái mặt bằng ngày xưa là Hoa Tươi Hậu Giang đó quý vị. Đó, người ta lấy mặt bằng người ta làm. Cái con đường Hậu Giang này ngày xưa không có sầm uất như bây giờ. Bây giờ là người ta kinh doanh những mặt hàng về trang trí nội thất giống như bàn ghế tủ này nọ đâu. Những cái này là có kinh doanh trên khắp cái đường Hậu Giang này luôn. Mặt hàng này là chủ yếu hồi đó ở ngoài Ngô Gia Tự, nhưng mà sau này quay đó mặt bằng nó hết, để xe là mắc thì mình không hiểu. Người ta mới vào đây người ta kinh doanh và viết đông đúc nó thành một cái khu luôn. Đó. Nhà nào hầu như mình cũng thấy bán bàn ghế nội thất hết á. Đó, vì thế không đó. Mình sẽ quẹo phải đi vào đường Nguyễn Văn Luông, phía trước bên tay trái là một cái showroom Hyundai Honda của Sơn Minh 3. Hiện tại mình đang đi trên con đường Nguyễn Văn Luông. Đây là sầu riêng. Shop đồng hồ chấm cơm này cũng Nguyên cũng rất có thể mua nè, có mua. Video đầu tiên của Nguyên có thể quay là có những khung hình không được đẹp lắm, là những cái lời giới thiệu không có được trơn tru, mong quý vị thông cảm và góp ý cho Nguyên ngày càng hoàn thiện video hơn nữa nhé. Cái trường Đạo Duy Anh này ngày xưa là hội trường văn nghĩa đó quý vị. Người ta làm lên cái mặt bằng đó, người ta cho thuê nhóm nấu, người ta làm như cái nhà hàng vậy đó. Giờ là tiệc cưới ế quá, người ta mới sang cho cái trường trung học đó Đạo Duy Anh này. Phía trước mặt quý vị là một cái dòng xây Phú Lâm. Mình sẽ rẽ trái đi đi xuống đường Bà Hôm, đi vào đường Bà Hôm sẽ đi lên hướng Tịnh Lộ 10, sẽ Nguyên sẽ quay cho quý vị xem người ta kinh doanh buôn bán như thế nào, và đặc biệt là những cái lò bánh ú của người Việt, bánh ú ngọt chứ không phải như bánh ú mặn của người Hoa. Hồi nãy Nguyên đã quay ở đường Gia Phú nha quý vị. Đó, bây giờ xe Nguyên bắt đầu quẹo trái đi theo cái dòng xoay này, dòng xoay này kiểu dòng xoay kêu dòng xoay Phú Lâm. Phía trước của Nguyên bên tay phải là trường trung học Mạc Đĩnh Chi cấp 3 nha quý vị.
Phía trước Nguyền là một cái cổ ấp mát của Phú Lâm. Đó, cái bên tay phải cái đường là Tân Hòa Đông đi lên hướng từ bốn xã đâu vậy. Đó, đó bên hông của cổ ấp mát đâu vậy. Nguyên con đường cái đoạn này là toàn ở trong qua bằng lăng rồi không đó, những cái xanh này là bằng lăng, cái bằng lăng đâu vậy. Bên tay tay phải Nguyên là một cái cửa hàng bún thịt nướng rất là ngon, Nguyên cũng hay ăn ở đây. Sắp tới cái ngã tư giao nhau Đặng Nguyên Cẩn và Bà Hôm nha quý vị. Bên tay phải là những cái lò heo qua dịp qua này rất là nổi tiếng của khu đường đoạn đường Bà Hôm quận 6 này nha quý vị. Đó, heo qua dịp qua đó rất là nổi tiếng luôn. À, giờ mình chờ đèn xanh đèn đỏ, có thể lần đầu quay thì những cái thước phim của Nguyên có thể còn hơi xấu, không được đẹp, tại vì Nguyên chưa có kinh nghiệm nha quý vị. Xa xa là một cái cửa hàng gà rán bên tay trái KFC đó quý vị, đường này Đặng Nguyên Cẩn nè. Đó, những shop thời trang QNL, shop quần áo Nguyễn Long, Nguyên cũng hay mua ở đây là Nguyễn Long nè, rất là đẹp, thời trang nam. Bên tay phải mình là một cái chợ Phú Lâm. Cái chợ này Nguyên sẽ quay một cái video gần tiếp theo, sau này lần sau nha quý vị. Cửa hàng sẽ quay cái chợ này xung quanh chợ cho quý vị xem. Tiệm vàng Minh Minh Tâm. Con đường Bà Hôm này cũng được nhà nước ta mở rộng hơn gấp đôi. Ngày xưa nó cứ chỉ một con đường này nhỏ, chỉ có một cái le, một cái chiều vậy thôi. Bây giờ đôi lên rất là rộng, và những cái thương mại sầm cũng được mở ra rất là nhiều. Hai bên đường thì trồng hoa bằng lăng rất là đẹp. Thế giới di động ở đâu có dân cư là ở đó có thế giới di động, bách hóa xanh, tiệm máy xanh. Đó, Nguyên rất thích hoa bằng lăng như vậy. Đó, ngay bên đường con đường rất là rộng. Xe chạy thoải mái luôn ha. Trồng toàn bằng lăng không à, con đường này bằng lăng à, bằng lăng. Lúc mà nó nở hết tím thì chắc đẹp lắm. Quẹo vô bên tay trái nè, mình đi vô cư xá Phú Lâm A đó quý vị. Ngoài đó, trong khu đó là mốt theo Nguyên cũng quay một video, có một cái khu ăn uống. Nguyên sẽ quay một video có khu ăn uống mình đó đó quý vị. Mình sẽ tới một cái ngã tư đèn xanh đỏ là ngã tư An Dương Vương và tỉnh lộ 10. Bước qua cái ngã tư này là tỉnh lộ 10, không còn kêu Bà Hôm, cái đoạn này còn Bà Hôm nào quý vị. Đó, sắp sửa tới đèn xanh đèn đỏ rồi, mình quay phải thì đi về hướng đường Phan Anh Gia ngã tư bốn xã, quay tới trái thì đi ra dòng xe Mũi Tàu Phú Lâm. Đó, đường xá rất tấp nập nha quý vị. Thứ hai lúc nào cũng đợi, đường Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc hết vì người ta đi làm đâu đó. Bên tay phải của Nguyên cái đoạn này là ngày xưa là một cái chợ gia xà, giờ người ta không biết gì giờ đâu, nghe cho như cái đoạn xa cho phút này nè, cũng quên rồi đó. Ở đó là chợ gia xà đâu vậy. Con đường Bà Hôm, con đường này kêu tỉnh lộ rồi hết Bà Hôm, mà con đường tỉnh lộ này cũng lúc này cũng phát triển, dân cư cũng sầm uất đông đúc, buôn bán tấp nập. Đặc biệt cái con đường này là chuyên về bán nguyên liệu nhang, cái đoạn gần ở Tư Mã Lò đâu đó, cái khúc đó mới nhiều. Là nếu mà thời điểm này là đi ngang hai bên đường là trời nay nắng đẹp nữa nè, người ta phơi nhang rất là nhiều luôn đó quý vị, rất là nhiều luôn. Hiện tại vì cái nhang làm ở khu vực này cái mùi người ta xịt nhang nó hôi hay sao á, nên nhà nước mình không có cho. Dạ, các cơ sở đã
đi ra khu những khu công nghiệp làm. Những khu này chỉ có buôn bán hàng thành phẩm hay là nguyên liệu vậy thôi chứ không có còn sản xuất. Chứ ngày xưa là hai bên đường nếu mà đi giờ này là phơ nhang mà vàng thật luôn đó quý vị. Băng ghẹ, những người không có mặt bằng người ta có mặt bằng trống, người ta bày cái những cái bạt, ta bán những đôi giày đôi dép giá rẻ cho những công nhân. Khu này công nhân rất là đông. Đúng rồi quý vị. Đó, mình thì trai con người đang phơi nhang đâu vậy đó, cũng còn làm mà ít lắm. Qua cái cung đường này sẽ có một cái đoạn để người ta buôn bán lá tre, những cái đồ đậu đường nếp lá tre để người ta gói bánh ú. Và cái đoạn này cũng có những cái lò bánh ú người Việt mọc ra rất là nhiều. Cửa hàng xe Nam Anh. Kinh doanh đồ thờ cúng thần tài. Mình sẽ đi hết con đường tỉnh liên lộ này quay nha. Để hỏi quý vị xem cho coi cuộc sống người dân ở khu vực tỉnh lộ 10 này nó như thế nào nha quý vị. Rất là đông xe, hai triệu đều đông. Phía trước mặt mình là chắc sắp tới những cái lò bánh này thôi vậy. Để tới những lò bánh này nguyên sẽ quay cho kỹ cho quý vị xem. Phải nói mùng 5 tháng 5 là một cái Tết cổ, gọi là cổ truyền đúng không ạ? Một cái Tết đoan ngọ của nước mình. Không biết chỉ có nước mình ăn Tết đoan ngọ hay còn nước nào nữa không. Đến cái mùa này là nhà nào cũng phải có bánh ú. Người Việt thì bánh ú ngọt, người qua thì bánh ú mặn, bánh ú bát tràng. Ngày này người nào, nhà nào cũng phải có bánh ú hết. Ta kêu là Tết đoan ngọ hay còn gọi là Tết sâu bọ đó quý vị. Mình sẽ có một cái video quay ngày Tết sắp tới cho quý vị xem cách cúng kiến cái ngày Tết đoan ngọ truyền thống mình như thế nào. Ngày trong ngày Tết này mình sẽ muối mắt ngày 12 giờ trưa, mình sẽ ngước lên trời muối mắt cho không có bệnh gì mắt. Mình nguyên chuyện cũng chỉ nghe những người lớn người ta nói lại thôi chứ cũng không có rành cái sự tích này như thế nào. Quý vị sẽ chờ một lát sẽ sắp tới những cái lò bánh ú nha quý vị. Nguyên vẫn còn chạy trên đường tỉnh lộ 10 thuộc này thuộc quận Bình Tân nha quý vị. Mấy cái nhà đó để cái bàn đó bánh ú đó quý vị đó ra bán đó. Đây là nhà họ cái lò, những lò hoạt động hết công suất. Mấy ngày nay là mùng 2 là phải nấu liên tục rồi, mùng 3 mùng 4 là ngưng rồi đó. Đó, những chị em phụ nữ cái ngày này kiếm cũng được mớ tiền mấy ngày thời vụ này. Mình nghe nói gói bánh mướn này một thiên cũng được vài trăm ngàn đó, một mùa này cũng kiếm được mấy triệu đó quý vị. Đó, đây là ngã tư đường Bình Trị Đông, cái chợ nhóm này cũng kêu chợ Bình Trị luôn nè, chợ Bình Trị Đông. Đó, hai bên đường những cái xe bán trái cây, bên kia đường thì những người bán lá có bánh ú đồ cái gì. Có thể lần đầu video Nguyên quay nó có thể nhanh quý vị thấy không kịp, Nguyên sẽ rút kinh nghiệm đó. Có một cô bán lá đó còn mình sẽ rút kinh nghiệm cho những cái video lần sau nha quý vị.
Mình sẽ ráng chạy hết cái đoạn đường tỉnh lộ này, tỉnh lộ 10 này để quay cho quý vị xem cuộc sống nhộn nhịp của người dân Sài Gòn ở khu quận Bình Tân này cho những ngày sắp Tết Đoan Ngọ 5 tháng 5 này như thế nào, xem người ta chuẩn bị những cái gì, chợ búa hoạt động ra sao nha quý vị. Phía trước của Nguyên cũng là đường tỉnh lộ 10. Hiện tại Nguyên đang đi hướng thẳng ra quốc lộ 1A, cầu vượt quốc lộ 1A. Con đường này rất là dài nha quý vị. Mình đi thẳng có thể con đường này sẽ lên khu Lê Minh Xuân, chùa Phật Cô Đơn. Cái đoạn này thì không có chợ nên có vẻ đường hơi thông thoáng hơn cái đoạn chợ ở dưới. Ở dưới rất là đông người dân đi chợ, quẹo tay trái ngay chỗ cái ngã ba này là mình đi ra khu công nghiệp Bon Chen quý vị. Nguyên sẽ chạy một đoạn nữa, Nguyên sẽ quay lại để coi người ta bán cái lá tre như thế nào, Nguyên sẽ mua về cho chị hai và mẹ Nguyên gói. Khi chờ một lát, Nguyên sẽ chạy một đoạn nữa, Nguyên sẽ quay lại nha quý vị. Nguyên sẽ chạy cho hết cái con đường tỉnh lộ này luôn. Hiện tại Nguyên vẫn còn đi trên con đường tỉnh lộ 10 nha quý vị. À, bên đường đều có kinh doanh buôn bán hết. Bánh ngọt ngon nhất này Nguyên cũng hay mua lắm. Đến ngày cúng mùng 2, 16 rồi thì Nguyên hay mua cái tiệm đó lắm. Cái tiệm bánh nó ăn cũng ok, chế bánh ABC với Đức Phát, Hỷ Lâm Môn nhận nó khá cao. Đó là một công ty nhựa, ống nhựa đặt quà đó quý vị. Bánh ABC giờ nó có thương hiệu, nó cao lắm. Bánh ngon nhất thì so sánh chất lượng thì Nguyên thấy cũng 80, nhưng mà giá thành rất là rẻ. Giờ kinh tế khó khăn nên Nguyên cũng hay mua tiệm đó cho nó bớt được chút đỉnh kinh tế một chút xíu. Giờ Nguyên sẽ quay lại cái chợ Bình Trị ngay cái đoạn bán lá đó quý vị, sẽ quay cho quý vị xem nha. Hai bên đường này cũng buôn bán đồ ăn sáng, vịt heo quay rất là đông. Nay là ngày cúng, những cái lò vịt quay người ta hoạt động hết cái công suất luôn á. Người ta hoạt động hết công suất luôn.
chủ yếu là bán được mấy ngày này, với ngày thường thì nó hơi vắng. Ngày mùng 2 thì lọ nào hầu như thấy cũng đông hết. Shop thời trang, uống bò Huế, hầu như cửa hàng nào mặt bằng nào cũng có buôn bán hết. Cửa hàng xe cũng bán trả góp đâu quý vị. Đó. Cái đoạn đường này rất là nhộn nhịp và phát triển nha quý vị. Đường tỉnh lộ 10 bây giờ rất là phát triển chứ không phải như ngày xưa. Xưa đây cũng còn ruộng đồng đâu chứ bây giờ đã phát triển rồi. Những chú chở hàng thuê chạy những chiếc ba gác đang đậu bên lề đường đợi khách. Đây một chiếc ba gác chở hàng mướn cho khách đó. Mình sắp tới ngã ba, cái đường này mình sẽ quẹo. Sắp tới một cái đèn xe đèn đỏ ngã ba, mình sẽ quẹo tay phải để đi ra khu công nghiệp Bon Chen đó quý vị. Đó, quý vị thấy không đó. Đó, quẹo tay phải đi Bon Chen. Ngay góc ngã tư ba này cũng có thể di động và bách hóa xanh luôn. Mình tiếp tục mình đi thì khoảng 1-2 cây số gì sẽ đến chợ Bình Trị thôi. Cửa hàng mua bán xe cũ, lâu lâu cũng có cửa hàng buôn bán. Đây là cây xăng Hòa Hiệp, uống rượu cua. Cái chú này bán cá lóc nướng rồi quý vị đó. Cái bên là có anh bán dưa hấu một đống luôn. Cái cửa hàng kinh doanh nệm Liên Á, cửa hàng kinh doanh xe máy, họ xe đế và thuốc lề đường luôn. Có một cái anh nhà nhà sách nguyên dân dân cự, có một anh bảo vệ đang giữ xe nè. Đó. Cái đường này để đi ra khu dân cư Tình Lửa đâu quý vị, quẹo tay trái đó, quẹo tay phải vô, đừng lộn hoài. Đây kinh doanh xe luôn nè quý vị. Cửa hàng bánh Hỷ Lâm Môn, cửa hàng này Nguyên cũng hay mua lắm. Cửa hàng bánh ngọt đó đó. Mình sắp tới cái ngã ba của đường Mã Lò. Mình quẹo tay trái là đi ra Mã Lò đó quý vị. Đường là đi ra là từ bốn xã đâu á, bệnh viện Bình Tân đâu. Tới chào Bình Trị rồi quý vị. Chạy một đoạn này coi em xem cái chỗ nào bán lá thích hợp mà Nguyên sẽ dừng lại sẽ mua lá đó. Đó những cái cô gì đem cái lá này từ ở Việt Tây Ninh, Đức Quả, Đức Huệ, ở dưới những cái tỉnh nào có trồng tre là có lá này đó. Đó những cái giỏ, cái bòi đựng lá đó, Nguyên sẽ ghé vào một cái tiệm nha. Mình sẽ ghé vào tiệm này đi. À, ghé cái cô mặc áo đỏ nè. Cô ơi. Cái tre này bán sao vậy? Bán 25 ngàn. Bán ký hả? Em có bánh nướng nhỏ là lá nào? Bánh nướng nhỏ lá này. Lá này 2 triệu. Nè, bánh hơi lớn chút hả? À, bánh đó là hơi lớn. Lá này bánh nhỏ. Cái này là 35 ngàn ký hả? 35 ký gói được nhiêu cái gì biết không? Không biết nè. Để
nhà mà đang gói thử lá chuối thấy được rồi, định mua lá che gói, mà không biết một lá này được một ký được nhiêu cái mà nó mua. Thấy cũng nhiều ha. Mà lấy em thử một ký đi, nó đủ rồi xài cái khác. Một cái lá này nó từ đâu đem về để bán được không biết hết. Đang định rồi. Thì cái khu nào mà có trồng tre mới có lá này đúng không? Đúng rồi. Dạ. Ở đây à. Mà nó có cái bệnh đó gì? Để gì nó đó sao? Bánh cho mẹ và chị hai gói thử. Bữa trước đã gói được một mớ rồi mà có bằng lá chuối, và muốn trải nghiệm gói bằng lá tre như thế nào. Hiện tại Nguyên cũng đang tiếp tục đi trên con đường tỉnh lộ 10 hướng về vòng xoay Phú Lâm, và Nguyên sẽ đi về nhà. Hỏi chắc Nguyên kết thúc video clip tại đây. Nếu quý vị có yêu thích cái video của Nguyên, xin hãy cho Nguyên một like ủng hộ tinh thần và đăng ký kênh subscribe, chữ đăng ký màu đỏ ở dưới góc phải màn hình, để cho Nguyên có thêm nhiều động lực để cố gắng làm những video quay về Sài Gòn của mình, cuộc sống hàng ngày của người dân thành phố như thế nào. Một lần nữa Nguyên xin cảm ơn quý vị khán giả và các bạn. Cảm ơn tất cả. Xin bye bye và chào tạm biệt. Hẹn một video gần nhất. Bye bye.